Đến công ty thử biết. Biết có được thử hay không? Mà kể cũng tài thật đấy. Ở cái chợ này không biết là bao nhiêu là đông, mà tại sao em cứ phải đâm đầu vào anh Lưu nhỉ? Thế em mới khổ. Chẳng hiểu sao em chỉ thích cái lão dở hơi ấy. Trả lời được chứ gọi là yêu. Chúc mình tình cảm của nó đó. Nhưng mà có người biết thì mà vẫn làm. Anh là sao đấy? Này, anh nói thật nhá. Em có giận thì anh cũng chịu. Anh Lưu anh ấy mà thích em ấy thì anh đã thích từ lâu rồi, không phải đợi đến bây giờ. Chẳng qua là nghĩ cho em nên anh mới nói thôi. Thôi đi, anh lo cho cái thân anh ấy. Người ta đã như thế rồi còn cố mà châm chọc. Em với anh Lưu mà thành đôi nhá thì còn hai người đấy. Lo mà thành cặp đi nhá. Dạ. Câu hỏi đầu tiên là điểm lại những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời của Diễn viên Minh Quốc, thì chị sẽ nhắc tới những dấu mốc nào? Những dấu mốc đối với bản thân Quốc thì rất là nhiều. Có khi chỉ ngắn gọn trong một cái việc là mình quay trở lại với truyền hình năm 2019. Đó là cái dấu mốc mà Cúc sẽ luôn cảm thấy là cảm ơn khán giả, cảm ơn mọi người. Và Cúc lấy đó là cái mốc để Cúc phát triển lại từ đầu mọi cái. Đó là bộ phim Về Nhà Đi Về Con, Nhà Đi Con với nhân vật Sinh. Đâu là bước ngoặt quan trọng để có được Minh Cúc của ngày hôm nay? Cái bước ngoặt quan trọng để có Cúc ngày hôm nay ấy, đó chính là gạt bỏ đi hết tất cả những cái gì mà mình đã sai phạm. Và mình cố gắng bước qua những cái điều mà khiến cho mình cảm thấy là không bằng lòng, không hài lòng về bản thân, khiến cho mình cảm thấy là không phát triển được công việc. Và mình phải cố gắng bước qua mọi cái để coi như là một trang mới đấy. Cái trang mới đó nó được diễn ra vào thời điểm nào ạ? Đó là cách đây khoảng độ gần 6 năm, khi mình đưa ra những cái quyết định táo bạo là có những cuộc sống quay trở về với gia đình, với bố mẹ đẻ để cuộc sống của mình được thoải mái hơn. Nếu được chọn lại nghề thì chị vẫn lựa chọn công việc đầy khó khăn, vất vả và có cả sự cạnh tranh, đó là trong lĩnh vực nghệ thuật diễn xuất. Đúng, đó là đam mê của mình rồi thì mình sẽ lựa chọn nó. Nếu như có được quay trở lại, lựa chọn lại thì cũng vẫn chọn là nghiệp diễn. Công việc này cụ thể đã mang lại cho chị những điều gì? Đó chính là cái sự đam mê, cái sự thỏa mãn của mình trên sân khấu. Và những cái lúc mà mình được hóa thân vào những cái vai diễn, những mong muốn. Nói thật ra để kiếm về kinh tế, về nghề thì không thể nói là mình kiếm được kinh tế về nghề nghệ thuật được. Nó cũng là một cái may mắn đối với từng người. Có thể không may mắn không đến với mình, chậm. Hoặc là mình cứ phải cố gắng tăng bước lên thôi. Thế nhưng mà nó đem lại cho mình cái sự thỏa mãn. Thỏa mãn khi mà mình được sống với cả cái đam mê thực sự của bản thân. Mình được hóa thân vào tất cả những cái dạng vai diễn mà mình muốn diễn. Mình được sống, nói chung là mình được sống nhiều cuộc sống, nhiều thân phận ấy. Nếu được mời đóng vai chính thì chị sẽ sẵn sàng nhận lời chứ? Nếu như đó không phải là một vai diễn theo thế mạnh của chị là phản diện thì sao? Nếu như là một vai chính ấy, thì chắc chắn là điều đầu tiên cũng phải nghiên cứu là cái vai diễn đó có phù hợp với mình hay không. Đấy, còn thực ra diễn viên thì ai cũng muốn làm vai chính mà. Còn nếu mà thực sự cái vai diễn đấy nó không thể phù hợp với tính cách của mình, hay để khiến cho mình cảm thấy là cố gắng gồng lên, thì mình sẽ cân nhắc rất là kỹ. Thế nhưng mà trong với cái khả năng của mình thì mình vẫn luôn đặt cái tiêu chí hàng đầu là nếu được chọn vai chính thì mình sẽ làm và sẽ cố gắng hết sức. Mong ước lớn nhất ở thời điểm này của diễn viên Minh Cúc là gì? Đối với mình thì mong ước lớn nhất là về con gái, vẫn luôn mong rằng con gái sẽ luôn khỏe mạnh và luôn ở bên cạnh mình, là người động viên, và gia đình mình vẫn luôn khỏe mạnh để giúp đỡ mình những lúc mà mình phải đi làm, đi quay và những lúc mình hoạt động nghệ thuật. Giờ đây khi mà đã có được những cái sự nghiệp riêng cũng như là có những cái dấu ấn nhất định để khán giả nhớ đến mình, nhớ đến diễn viên Minh Cúc và định hình tên tuổi ở mình ở những cái dạng vai cụ thể, thì chị thấy rằng là những cái được của nghệ thuật này mình đã chia sẻ, vậy còn cái công việc diễn xuất, cái lĩnh vực nghệ thuật này có lấy đi của mình những cái gì trong cuộc sống không? Cái này cũng là do từng quan điểm của mỗi diễn viên, họ suy nghĩ như thế nào. Có nhiều diễn viên thì cuộc sống người ta ổn định, có sự hỗ trợ từ gia đình, kinh tế người ta khá giả, thì khi đó các diễn viên đó người ta hoạt động nghệ thuật với như kiểu thoải mái, người ta không phải nghĩ gì đến cái vấn đề tiền bạc đằng sau cả. Nhưng có những người thì, có những diễn viên thì không may mắn là cuộc sống người ta cũng bình thường, cũng không phải là khá giả gì.
hoặc là có những cái trắc trở gì đó trong cuộc sống của họ, thì ngoài cái việc nghiệp diễn ra thì người ta cũng phải gồng gánh đến cuộc sống ở bên cạnh nữa. Nếu như hoạt động nghệ thuật không mà không kiếm được ra tiền thì cũng không thể nào mà có sức hay là có cái động lực để mình nuôi cái đam mê của mình để tiếp tục làm nghệ thuật. Thế nên là cái việc mất ở đây nữa nó cũng là những cái lúc thời gian mà bên cạnh gia đình mình ấy. Bình thường thì như những người khác thì có thể người ta được ngày nghỉ bên cạnh gia đình, đi chơi, đi nghỉ hoặc ngày lễ Tết. Nhưng những người diễn viên thì phải đi quay suốt quanh năm ngày tháng. Những ngôi sao nào hay là những diễn viên nào được may mắn được nhận nhiều phim thì họ phải đi liên tục, hết phim này phim khác họ phải cống hiến mà. Rồi có những thời điểm nào mà khi khán giả ngày nghỉ lễ thì chính bản thân các diễn viên, các nhà hát đều phải phục vụ khán giả bằng những vở diễn, những tác phẩm để cống hiến cho khán giả người ta xem. Thì cái việc mà ở bên cạnh người thân gia đình mình ngày lễ Tết ấy rất hiếm khi. Bản thân Cúc cũng thế, có nhiều khi Tết nhất mùng 2, mùng 3 Tết đã phải đi làm rồi, có thể đi xa 30 Tết cũng chưa được về. Có đợt thì có thể là Noel đi công tác còn qua cả Noel. Nghĩ đến những người ở nhà thì nhớ lắm, nhớ những bữa cơm trong gia đình. Mà bản thân mình là người đi quen cái việc là hầu như không ăn cơm cùng gia đình. Thế nhưng mà lúc mà bình thường một mình nghĩ lại là gia đình của nhà mình đang ăn cơm vui vẻ lắm, lại không có mình ở bên cạnh, nó cũng là một cái sự mất mát. Cái khoảng thời gian mà công tác xa nhà mà xa con như thế thì diễn ra như thế nào hả chị? Thực sự là Cúc cảm thấy rất là nhớ khi phải đi xa công tác xa con vài ngày. Có thời điểm khi nhà hát Tuổi Trẻ đang vẫn còn trong cái thời điểm mà đi công tác nhiều nơi, lúc đấy thì dịch đã chưa bị căng thẳng, chưa có, thì đi xa nhất cũng phải 2 tuần đến 1 tháng đến tháng rưỡi, thì Cúc có đưa em bé đi theo, thật sự là rất nhớ, tại vì con thì chăm rất là khó, thì để nếu mà để dài ngày ở nhà cho người nhà ở chăm thì cũng rất là vất vả, thế nên là mình quyết định là đưa con và bà ngoại đi cùng cái thời điểm đó. Cái việc mà bảo là đưa con đi làm cùng với mình cũng rất là vất vả, mệt cho con, mệt cho mình. Thế nhưng mà mình không muốn xa con lâu. Đấy, thế về sau này lúc mà đi công tác xa thì cũng phải rèn con là phải ở nhà cho quen. Đến thời điểm này khi Cúc đi làm thì con bé vẫn hay theo. Tại vì thực sự con bé rất thích đến nhà hát, con bé rất thích nghệ thuật và muốn được đến là xem mẹ biểu diễn, xem các cô các chú cứ chạy ra chạy vào ngoài sân khấu ấy. Rồi những đợt nào mà diễn thiếu nhi cũng thế, các cô các chú cứ mặc quần áo rất các con thú, những bông hoa thì con bé rất là thích. Thế nên là bây giờ cứ mỗi lần mà tôi đi ra khỏi nhà đi làm thì con bé đòi đi theo. Và nhiều lúc cũng phải nịnh là thôi ở nhà, khi nào mẹ được nghỉ thì mẹ cho đi bù. Cuộc sống của hai mẹ con thì luôn luôn nhận được sự quan tâm của rất là nhiều người. Mọi người đều mong muốn chia sẻ một phần những khó khăn trong cuộc sống của diễn viên Minh Cúc, một phần là cũng muốn cảm nhận được cái nguồn năng lượng rất là tích cực, lạc quan của chị. Chị cũng không ngại chia sẻ những hình ảnh cuộc sống của hai mẹ con ở trên mạng xã hội này, hay là trên kênh TikTok này. Không biết là đến bây giờ, đến thời điểm này thì em bé đã có những cái thay đổi thế nào so với thời gian trước chưa hả chị? Để mà nói ra thì có vẻ con bé, cái lượng tương tác của con bé đối với mạng xã hội có khi còn nhiều hơn là tôi ấy. Tại vì để ý ra những lúc mà mình đăng ảnh cá nhân hay là không có ảnh con bé thì cái lượng tương tác của mình không thể bằng lúc mà tôi đăng ảnh con bé lên được. Mọi người rất thích con bé. Tôi rất cảm ơn khán giả, cảm ơn mọi người khi đã có những cái chia sẻ về cuộc sống của hai mẹ con tôi. Thế nhưng mà điều tôi muốn ở đây là vẫn luôn muốn mang đến những cái điều tích cực đến cho tất cả mọi người, để mọi người nhìn thấy vào là bản thân mình và con gái luôn luôn là có những cái thời khắc, những cái kỷ niệm thật là vui vẻ. Thế nên cái điều mà tôi từ trước đến nay vẫn luôn mong muốn đó chính là mang đến nhiều năng lượng cho khán giả, để cho những người mẹ hoặc là những người có con, có thể là cũng giống như Tú Minh nhà tôi, là hãy luôn vui vẻ. Và em bé khi mà được gặp gỡ, tiếp xúc với mọi người chắc là cũng sẽ vui vẻ hơn đúng chị nhỉ? Đúng, trước đây thì con bé họ có một cái khoảng cách nào đó đối với mọi người ạ. Tức là hồi bé thì con bé rất sợ tiếp xúc với người lạ, có thể người lạ bế nó sẽ khóc và chỉ bám mẹ thôi. Nhưng dần dần là khi tôi đưa con ra bên ngoài xã hội nhiều, đưa con đi nhiều nơi để rèn cho con được những cái mà gọi là tiếp nhận những cái cuộc sống bên ngoài. Tại vì con đáng được
nhận những cái điều tốt đẹp. Thế nên dần dần thì con bé cũng quen. Nhưng khi sau này cũng thế, qua một thời gian đầu cũng rất là khó khăn khi đưa con đi làm, đi học, cái thời điểm mà tôi đi học liên thông lên Đại học Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương á, thì cũng đưa con đi theo, thì cái thời điểm đó con cũng rất hay là lạ mọi người. Thế không nhờ ai bế được, không nhờ ai chăm được. Thế nhưng đến thời điểm này thì con quen với tất cả mọi người rồi, nhất là các đồng nghiệp của tôi ở nhà hát. Ai con cũng quen, và khi đi biểu diễn hay là khi đi làm với tôi thì ai cũng có thể trông được con bé. Và điều đáng mừng nữa là con bé nhận biết rất là nhiều. Khi được tiếp xúc với những cái gì của sống bên ngoài ấy, cái nhận thức của con bé tốt hơn rất là nhiều. Vâng, và bé Tú Minh phản ứng thế nào khi mà thấy mẹ đóng phim ở trên TV hả chị? Còn cái điểm tôi rất vui nữa là con bé nó nhận ra giọng của mẹ. Những cái trích đoạn nào hay những cái bộ phim nào mà có mẹ xuất hiện thì con bé nhớ như in cái giọng nói. Tức là nhớ cái thời điểm mà phim Hương Vị Tình Thân kết thúc, cái thời điểm đó là cái hôm tập cuối của phim, và về tôi có nói chuyện với con bé là hết phim rồi, từ bây giờ không được nghe thấy giọng của mẹ trên Hương Vị Tình Thân nữa. Và cái phản ứng của con bé nó khóc, nó đã kiểu nó bỡ ngỡ ngàng một lúc, nó kiểu tại cái suy nghĩ là tại sao lại hết, hàng ngày vẫn cái giờ này đang nghe cơ mà. Và khi phát sóng, phim phát sóng, nó thuộc, nó nhớ cả những cái giai điệu của bài hát của phim. Nó chuyển kênh khác là không, chuyển kênh khác là không thích. Đó, thì con bé ngày càng lớn thì cái điều nhận biết của con bé càng nhiều hơn hồi xưa. Thế nên là cái điểm đấy là tôi rất mừng. Đăng ký ngay VTV Show, kênh giải trí số của Đài Truyền hình Việt Nam.